Tôi dùng chút mẹo nhỏ để đội khác giúp tôi dẫn dụ đám sắc sống trong siêu thị đi chỗ khác. Nhẹ nhàng thoải mái, đem toàn bộ vật tư trong siêu thị cất vào không gian. Lúc rời đi, đồng đội ở cửa bị một đội khác tập kích. Dây leo quấn quanh. Súng băng giá. Cô ấy không lo lắng kỹ năng trực tiếp, chỉ sợ dây leo dưới chân. Loại địa hình đau đớn này, bất kể hắn vung đao thế nào, đều có dây leo mới. Dây leo trong lòng bàn tay tiếp tục quấn chặt hai chân cô ấy. Tập kích bóng tối. Kiếm ý bộc phát. Ánh mắt cô ấy lại bộc phát. Mục tiêu lần này của kiếm ý chính là kẻ thi triển dây leo quấn quanh bên ngoài thành. Trần Dũng thấy vậy, đẩy đồng đội chưa thức tỉnh năng lực tấn công bên cạnh ra, giúp hắn đỡ một chiêu này. Làm Phi Phi lúc này đang nghĩ rút kiếm đã muộn, hiện tại kiếm ý bộc phát của cô ấy chỉ còn lại một lần. Đại vương từ bên trong xông ra, đừng tưởng chỉ ngươi mới có đồng đội. Không cần khóc, không cần cảm ơn, lát nữa ôm một cái là được. Các người nghĩ cũng đẹp lắm. Đại vương đi xử lý kẻ thả dây leo trước. Đại vương nhận lệnh xong liền xông lên trước, nhắm thẳng vào đầu tên đó. Kẻ thức tỉnh năng lực thả dây leo thấy vậy, chỉ có thể gỡ dây leo trên người Lam Phi Phi trước, chuyển sang khống chế đại vương đang lao tới. Nhưng Lam Phi Phi lúc này sao có thể để hắn tọa nguyện. Kiếm ý bộc phát, chỉ là một khoảnh khắc choáng váng, nhưng đại vương đã tới, một móng vuốt lấy đầu hắn ta. Hai vị hiểu lầm rồi, đều là hiểu lầm. Chúng tôi tưởng là sắc sống từ trong siêu thị đi ra, nên mới thả một cổ cầu lửa vào cô nương này. Cô nương liền ra tay tàn sát, đây thực sự là hiểu lầm. Hơn nữa chúng tôi đã mất hai người rồi. Hay là cứ bỏ qua chuyện này đi. Hai người cùng vung kiếm, trên sân chỉ còn lại Trần Dũng và một tên dị năng giả hệ băng. Hiểu lầm ư? Vậy ta khử luôn hai người cũng là hiểu lầm thôi. Chúng ta có thể gia nhập với các người làm thuộc hạ của người, thế nào? Trần Dũng cũng là dị năng giả cấp 2, thể chất cũng không kém nhiều. Bên kia, đại vương đối đầu với dị năng giả hệ băng. Hiện tại xung quanh chỉ còn lại một mình Trần Dũng. Mọi người, tôi thực sự muốn gia nhập với các vị. Làm trâu làm ngựa cũng được. Gia nhập với chúng ta ư? Ngươi không xứng. Phi Phi, diệt hắn. Làm Phi Phi liếc tôi một cái, tay cầm bảo kiếm xông lên. Con đàn bà này dám coi thường ta. Ta liều mạng với ngươi, tập kích bóng tối. Thành công rồi. Khoảnh khắc tiếp theo hắn ta tuyệt vọng. Giáp hợp kim làm sao con dao găm bình thường của hắn có thể đâm thủng. Mẹ kiếp, người gian lận quá đấy. Có trang bị tốt như vậy thì đánh thế nào được. Quay đầu nhìn, một con sắc sống cao 3 mét xuất hiện phía sau bọn họ. Ở xa còn có rất nhiều sắc sống đang chờ đợi. Chết tiệt, đó là sắc sống cấp 4. Đừng nhìn nữa, lên lầu. Vừa nói xong, tốc độ chạy trốn cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Chỉ để lại Trần Dũng vẫn đang ngây người. Con sắc sống khổng lồ đó tóm lấy hắn ta. Trần Dũng lúc này mới phản ứng lại, dù hắn ta có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn. Sắc sống cấp 4 túm lấy hắn ta nhét vào miệng. Hai người trên cầu thang đều nghe thấy tiếng hét thảm thiết, cảnh tượng đó chắc chắn rất đẫm máu. May mà chúng ta chạy nhanh. Đây là sắc sống cấp mấy vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện? Chắc là do đám sắc sống lúc trước quá đông, tập trung lại với nhau rất dễ khiến sắc sống tiến hóa lên cấp cao hơn. Hai người cứ tiếp tục chạy lên, nhưng đội quân sắc sống mới lại đuổi theo. Ai vậy? Không biết nhìn đường à? Chạy lung tung trên cầu thang. Hóa ra là sắc sống đại ca. Xin lỗi. Xin lỗi, kiếp sau đừng nghịch ngợm trên cầu thang nữa nhé. Nửa tiếng sau, hai người thở hổn hển chạy lên sân thượng. Chúng đuổi theo kịp không? Không nghe thấy tiếng gì. Hai người một chó nằm vật ra trên sân thượng, không muốn động đậy nữa. Nghỉ ngơi một lúc lâu mới hồi phục lại. Tôi đến chỗ lan can sân thượng, thận trọng thò đầu ra. Nhìn cái này huyết áp tăng vọt. Một đám sát sống vẫn ở nguyên chỗ cũ, không hề rời đi. Đám sát sống này sao lại lười biếng thế nhỉ? Ít ra cũng phải đuổi theo vài tầng chứ. Sát sống vật hệ, hưởng công chúng ta chạy lên cao thế này. Tiếc là mất viên tinh thạch cấp 2 rồi. Lam Phi Phi mặt đầy nghiêm trọng nhìn con sát sống dẫn đầu. Áp lực thật mạnh. Chúng chặn ở đó. Chúng ta làm sao rồi đi được? Một là lấy ga trải giường, phải vóc từ nhà dân gần đây, làm thành dây thừng, leo xuống từ phía bên kia sân thượng. Vấn đề của cách này là không đảm bảo an toàn. Lỡ dây thừng làm ra bị đứt thì kiếp sau gặp lại nhé. Cách thứ hai là để một người dụ đám sắc sống đi chỗ khác, những người khác chạy thoát. Chỉ là người thu hút sự chú ý của sắc sống sẽ vô cùng nguy hiểm. Lam Phi Phi nghe xong cách này, sắc mặt kiên quyết như đã quyết định hy sinh. Nghĩ gì vậy? Cô đi cũng là đại vương đi. Đại vương ngoài phòng lẫm liệt, tốc độ vô song thiên hạ, nhất định có thể bình an trở về. Nhưng đây cũng không phải là cách cuối cùng. Ánh mắt tôi rơi vào một nhà kho nhỏ trên sân thượng, bên trong chất đống rất nhiều bình gaxi bỏ đi. Hay là dùng bình gaxi cho chúng một bất ngờ trước nhỉ? Để đám sắc sống nếm thử mùi vị của bình gaxi. Chỉ mong là không phải bình rỗng. Nếu không phải bình rỗng mà phát nổ, có thể nổ sập cả tòa nhà này mất. Hai người nhanh chóng khiêng một bình gaxi rỗng đến. Đại vương chạy vào kho, ngậm một bình gaxi rồi kéo ra.
Được rồi, tôi đếm ngược ba số, chúng ta cùng ném xuống. Được. 3, 2, 1. Ném.